đấy tôi sẽ hướng dẫn các thuộc tính định dạng chung. Thứ nhất chúng ta sẽ học về thuộc tính background, tiếp theo chúng ta học về border, tiếp theo là chúng ta sẽ học về thuộc tính height, tiếp theo chúng ta sẽ học về thuộc tính width, tiếp theo chúng ta sẽ học về text align, tiếp theo chúng ta sẽ học về overflow và cuối cùng là chúng ta sẽ học về opacity. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ học về thuộc tính background. Thì trong thuộc tính background thì sẽ có những thuộc tính liên quan như sau. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ học về background color thì chúng ta set màu nền. Tiếp theo chúng ta sẽ học về background emit để chúng ta set hình nền. Tiếp theo chúng ta sẽ học về background repeat để set cái độ lặp của hình nền. Tiếp theo chúng ta sẽ học về background size để set kích thước cho hình nền. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ học về background attachment để set cái chế độ hình nền khi cuộn trang. Tiếp theo là chúng ta sẽ học về background position để thiết lập các cái vị trí cho hình nền. Và ok, thì các cái thuộc tính này thì đều có hai giá trị mặc định mà tôi đã nói ở trong các bài trước, đó là inherit và initTitle. Thì tôi sẽ không nhắc lại về hai thuộc tính này nữa. Ok, thì ở trong HTML thì tôi có tạo ra một thẻ div, tôi đặt có cho nó một cái class là block và tôi tạo ra một cái thẻ p. Thì trong thẻ p này thì tôi không có đặt class gì cả, tôi chỉ có cái đoạn văn bản thôi. Ok, thì bây giờ tôi sẽ thực hành với background color với selector block. Ở đây thì tôi sẽ đưa vào những cái giá trị sau. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ đưa vào mã màu. Tiếp theo chúng ta sẽ đưa vào tên màu. Ngoài ra thì chúng ta có thể có RGB và RGBA. Rồi, đó là về cái cú pháp của nó. Trở về thì trong cú pháp này còn nó sẽ nhận những cái giá trị như sau. Thì ok, bây giờ tôi sẽ đưa vào từng giá trị cụ thể. Đầu tiên là mã màu trước, tôi sẽ đưa nó là màu đen chẳng hạn. Ok, tôi sẽ loát lại. Thì ở đây thì đã xuất hiện ra màu đen rồi. Tuy nhiên là màu này bị trùng với màu chữ cho nên là chúng ta sẽ không nhìn thấy chữ. Tôi sẽ bổ sung thêm một thuộc tính đó là background, một thuộc tính đó là liên quan đến màu sắc để cho chúng ta nhìn thấy chữ. Rồi, ok, đây là mã màu. Tuy nhiên trong trường hợp mã màu này chúng ta sẽ có thêm một trường hợp nữa, đó là bây giờ làm sao để cái màu này nó có độ trong suốt thì chúng ta sẽ phải học thêm một kỹ thuật nữa, đó là các bạn sẽ bấm chuột phải chọn Inspect vào tab Element, sang bên Style chúng ta sẽ bấm vào màu sắc ở Background Color. Chúng ta sẽ xuất hiện ra một cái bảng mã màu như này. Ở thanh cuộn thứ hai chúng ta sẽ kéo sang bên trái thì chúng ta sẽ thấy là cái độ mờ sẽ được giảm đi và chúng ta thấy được cái mã màu mới. Chúng ta copy mã màu mới, chúng ta sẽ đưa vào trong thuộc tính background color ở trên phần mềm sắp latex. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ loát lại, chúng ta sẽ thấy nó nhận một cái mã, nó cũng là màu đen nhưng mà sẽ có độ trong suốt. Rồi, đó là mã hexa. Tiếp theo chúng ta sẽ đến tên màu nhé. Với tên màu thì đơn giản thôi, các bạn sẽ nhập một cái tên cụ thể, ví dụ như là red, màu đỏ chẳng hạn. Với trường hợp tên màu này chúng ta sẽ chỉ sử dụng với một số cái màu phổ biến thôi. Nhưng màu phức tạp hơn thì chúng ta không sử dụng được tên màu và chúng ta bắt buộc phải dùng mã màu hoặc là mã RGB. Ok, thì với màu này chúng ta cũng có thể click vào và chúng ta kéo thu nhỏ lại được. Tuy nhiên là lúc này thì nó không còn là tên màu nữa, hệ thống sẽ chuyển sang mã màu hexa. Và chúng ta cũng có thể là có mã màu này chúng ta đưa vào trong phần mềm sắp latex. Trường hợp tiếp theo là chúng ta dùng RGB. Với RGB thì chúng ta sẽ sử dụng thông qua một cái trình Color Picker. Ok, ở đây thì tôi có thể tôi chọn, ví dụ như tôi chọn như này đúng không? Đó, khi mà giả sử tôi chọn như thế này thì ở sang bên cột bên phải này sẽ có sinh ra một cái mã RGB. Chúng ta sẽ copy RGB vào. Rồi, khi chúng ta đã có RGB rồi thì chúng ta sẽ loát lại thì chúng ta sẽ thấy một cái màu mới. Rồi, trong trường hợp này chúng ta vẫn có thể set được độ trong suốt nhé. Chúng ta sẽ kéo và chúng ta sẽ thấy là tham số A xuất hiện, đúng không? Đó. Thì ở đây thì chúng ta vẫn là mã RGB thôi. Chúng ta sẽ copy chúng ta đưa vào đây. Đó. Khi và chúng ta loát lại trang thì chúng ta sẽ thấy là một cái mã màu mới với độ trong suốt đã được thực hiện. Thì ở cái tham số cuối cùng này chính là cái tỷ lệ phần trăm, ví dụ chúng ta có thể tự đổi lại 50% chẳng hạn, đúng không? Đó. Rồi, hoặc là một trường hợp nữa chúng ta có thể dùng mã RGBA thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ bỏ cái này đi. Đây.
cái này là RGB này. Đó. Bây giờ chúng ta RGBA chúng ta thêm một cái tham số mà chúng ta để là 0,5. 0,5 sẽ tương đương với 5% và kết quả vẫn thế. Đó, đấy là 4, 1, 2, 3. Đây là 4 kiểu cộng thêm hai giá trị nữa là 6. Đó. Đấy là liên quan đến background color. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái thuộc tính M thứ hai, rồi thuộc tính background emit. Với thuộc tính background emit thì khá là đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ, ở đây thì tôi có chuẩn bị sẵn một cái tôi có chuẩn bị sẵn một cái hình nền rồi. Chúng ta sẽ sử dụng luôn background emit đúng không? Rồi, ở đây thì tôi sẽ có một cái giá trị đó là URL. Trong URL này thì tôi sẽ link đến cái đường dẫn chứa hình ảnh thôi. Cái này tôi dùng đường dẫn tuyệt đối nhé. Tại đây các bạn có thể đưa đường dẫn ở đây tôi dùng đường dẫn tương đối. Các bạn có thể đưa đường dẫn tuyệt đối vào đây nhưng theo lời khuyên của tôi thì không nên. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử chạy xem kết quả sẽ sinh ra là như thế nào. Rồi các bạn sẽ thấy đó là một cái hình nó sẽ như nó có một cái nền như thế này. Tuy nhiên là tại sao cái nền nó lại như thế này? Thì các bạn sẽ bây giờ các bạn sẽ xem cái hình ảnh gốc đây nhá, cái hình ảnh gốc thì nó còn như này, có nghĩa là nó khá là lớn. Tuy nhiên, đó là cái chiều cao của nó thì sẽ là theo chiều cao của nội dung. Các bạn có thể inspect này. Khi các bạn inspect thì các bạn sẽ thấy là cái chiều cao của nó của cái deep đấy là nó sẽ chỉ theo chiều cao của nội dung thôi, có nghĩa là nội dung đến đâu thì chiều cao đến đó. Tôi có thể demo lại bằng cách như sau. Tôi sẽ copy thêm một đoạn nội dung nữa, tôi đưa vào đây. Nó như như thế này. Đó thì các bạn sẽ thấy là cái chiều cao của nó sẽ cao cao lên đúng không? Rồi, thế bây giờ giả sử tôi muốn set up cái background này nó full toàn bộ trang web thì lúc này thì tôi sẽ không sử dụng cái block này nữa và chúng ta sẽ đưa xuống body. Thì tôi sẽ cắt cái này xuống, tôi sẽ đưa vào đây. Rồi, bạn sẽ thấy đó là nó sẽ đọc full cả toàn toàn bộ nội dung trang web, mà cho dù là nội dung chúng ta không cần đi đến, có nghĩa là nội dung chúng ta không cần tràn ra theo chiều cao của trang web này, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy đầy đủ được hình nền đó. Rồi, thế bây giờ trong trong trường hợp đó thì chúng ta sẽ có một số những cái vấn đề nữa. Ví dụ như là bạn sẽ thấy ở đây, đó là ở ở bên phải này, chúng ta sẽ thấy nó tự nhiên lại có một cái hình nữa. Tuy nhiên, cái hình gốc của chúng ta nó chỉ như thế này thôi. Bởi vì sao? Bởi vì cái chiều rộng của cái hình này, tức là bởi bởi vì cái chiều rộng của cái hình này nó không đủ so với kích thước chiều rộng của trình duyệt. Chính vì thế cho nên chúng ta sẽ thấy nó có một cái độ lặp. Cái độ lặp này chính là thuộc tính background repeat. Chúng ta đã biết là background repeat này khi mà mặc định khi chúng ta khai báo background emit thì background repeat này ở chế độ lặp, có nghĩa là nó lặp cả hai chiều. Tại sao tôi biết là lặp cả hai chiều? Bây giờ tôi sẽ phóng to này lên. Đấy thì các bạn sẽ thấy là ở đây ở theo chiều chiều đứng thì cũng chiều đứng là trục y ấy, và chiều ngang là trục x, cũng có thấy có một cái độ lặp nữa. Thế vậy làm sao để chúng ta vô hiệu hóa cái độ lặp này? Trong một số trường hợp chúng ta không muốn lặp chẳng hạn, chúng ta sẽ thêm thuộc tính background repeat. Chúng ta để là no repeat. Thì lập tức chúng ta sẽ không thấy lặp nữa, tôi sẽ vòng to lên. Đó. Thế trong trong trường hợp này các bạn sẽ không thấy lặp nữa. Thế còn nếu mà các bạn chỉ muốn lặp theo trục x thì chúng ta đơn giản chúng ta sẽ đổi cái này thành repeat x thì sẽ lặp theo trục x. Và trục y chúng ta sẽ không thấy lặp nữa. Đấy là theo lặp theo trục x. Rồi, bây giờ giả sử mình muốn lặp theo trục y thì đơn giản mình đổi thành repeat y. Rồi, bây giờ tôi phóng to lên đó thì các bạn sẽ thấy nó chỉ lặp theo y và x sẽ thì sẽ không không lặp nữa. Thế bây giờ mình muốn lặp cả hai chiều thì một đó là mình không mình mình xóa background repeat đi. Thứ hai là chúng ta sẽ thay vào đây đó là repeat. Đó, thì chúng ta sẽ thấy là kết quả là lặp hai chiều. Và lưu ý là với thuộc tính background repeat với giá trị repeat này sẽ là giá trị mặc định nhé, có nghĩa là kể cả bạn không khai báo thì nó cũng sẽ lặp đó, các bạn lưu ý cho mình điều đó. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang chế độ là no repeat. Bây giờ giả sử tôi để no repeat như thế này, bây giờ tôi muốn đó là cái này thì nó cũng full ra kích thước màn hình thì tôi sẽ làm như thế nào? Thì với trường hợp mà bây giờ tôi muốn nó full ra
thì tôi chỉ có cách cách thứ nhất đó là chỉnh lại cái kích thước gốc của cái hình ảnh này. Tuy nhiên là chúng ta sẽ không biết chỉnh đến đến bao giờ thì nó mới được, tại vì mỗi một màn hình thì lại có một kích thước khác nhau. Vậy thì tôi phải làm như thế nào? Ở đây thì tôi có giới thiệu một thuộc tính là background size. Như tôi đã giới thiệu rồi, background size để xét kích thước cho hình nền. Bây giờ tôi vì lấy ví dụ nhé, background size tôi để là 300 pixel. Tóm lại thì thấy kết quả như sau. Thì cái kết quả này thì nó sẽ có ý nghĩa như thế nào? Có nghĩa là cái chiều rộng của hình nền sẽ là 300 pixel và chiều cao sẽ là tự động. Có nghĩa là cái chiều cao này là sẽ theo cái tỷ lệ so với chiều rộng. Rồi, ok. Bây giờ tôi sẽ thử trường hợp tiếp theo nhé. Có nghĩa là tôi thêm một cái tham số thứ hai, đó là 300. Đó, thì các bạn sẽ thấy ở đây thì nó sẽ giống một cái hình vuông. Có nghĩa là cái chiều rộng là cũng là 300 và chiều cao thì cũng là 300. Thì ở đây thì các bạn sẽ rút ra một cái cú pháp nó sẽ như sau. Background size width. Rồi. Đó. Đây là cái cú pháp của thuộc tính background size. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thêm cái thay đổi như sau. Chúng ta sẽ dùng đơn vị là phần trăm đi. Rồi, thì có nghĩa là cái chiều cao cái chiều rộng sẽ là 100% và chiều cao lúc này sẽ là auto. Auto này là theo tỷ lệ của hình nền. Cái này là chúng ta sẽ phải cái tỷ lệ nó cụ thể nó như thế nào thì chúng ta sẽ phải xem cái hình gốc. Ví dụ cái hình này thì nó là một hình chữ nhật thì nó sẽ co vào tỷ lệ tương ứng. Rồi, bây giờ giả sử tôi để một trường hợp nữa, đó là tôi để cái trường hợp là auto nhá. Auto thì kết quả thì vẫn thế. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thay cái thứ nhất là auto như thế này. Chúng ta để auto như thế này thì chính là cái kích thước ban đầu ấy. Kích thước ban đầu có nghĩa là width cũng auto và height cũng auto. Bởi chúng ta không điền vào thì mặc định nó là auto thôi. Thì cái này nó sẽ tương ứng với cái kiểu là có hai tham số như thế này. Nếu bây giờ chúng ta để thứ nhất là auto, cái sau mình để là 100%. Rồi, chúng ta sẽ thấy là nó sẽ co ngắn lại. Bởi vì 100% này là nó sẽ theo cái kích thước của cái nội dung. Đây, ví dụ nội dung của body nó chỉ đến đây rồi chẳng hạn, thì cái kích thước của nó là nó chỉ có 100% là nó theo cái chiều cao đó thôi. Rồi, ok, bây giờ chúng ta có thể đổi lại là bây giờ tôi sẽ xét cho là toàn bộ nội dung của đấy nhá, bây giờ tôi sẽ xét là toàn bộ nội dung của cái trang này là 100%. Thì các bạn sẽ thấy đó là cái kích thước của background sẽ thay đổi. Tôi đưa HTML này, tôi thêm thuộc tính về chiều cao 100% ở đây nhé. Đó, thì các bạn sẽ thấy đó là cái chiều cao sẽ bây giờ tôi sẽ phóng to lên nhé. Đó, thì các bạn cũng sẽ thấy là cái chiều cao nó sẽ cũng sẽ theo nó toàn bộ cái chiều cao của trang web. Đấy là cái trường hợp mà tôi xét thông qua selector HTML. Ok, tôi sẽ đóng cái này lại. Rồi, bây giờ với thuộc tính background size còn hai giá trị nữa, đó là giá trị cover. Rồi, giá trị cover này các bạn sẽ thấy nó phun ra như thế này. Giá trị cover này sẽ tương đương nhé. Đây, tôi sẽ nốt ở dưới này. Cover sẽ bằng tương đương này với trường hợp đó là bằng đi width 100% và height auto. Đó, cái đây đây chính là gì, giá trị cover nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến một cái giá trị nữa, đó là giá trị content. Đó, content chính là cái giá trị mà vừa nãy tôi có test trường hợp đó là height của nó là 100% ấy. Thì cái content này chúng ta sẽ hiểu tương đương với nó sẽ như là như đây. Content này sẽ bằng width auto hay 100%. Đó thì đây là hai nó dựa dựa vào hai hai cái tên này. Chúng ta có thể viết theo cách này. Có nghĩa là mình khai cụ thể ra hoặc là mình viết theo chữ cover hay là chữ content. Cái này thế còn việc lựa chọn cover hay content thì cái này sẽ tùy vào cái yêu cầu của dự án để chúng ta có thể lựa chọn. Ví dụ như là với một cái khung mà chúng ta muốn là nó full ra thì chúng ta sẽ chọn cover. Tất nhiên là cái thành phần chiều cao mà nó bị thừa thì nó sẽ cắt đi thì bởi vì chính là cái chiều cao của nó đang để là auto. Thế còn trường hợp mà chúng ta muốn vừa vừa vặn vào khung ấy thì chúng ta sẽ để là content. Đó.
Đấy là thuộc tính background size. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến tiếp theo, đó là thuộc tính background attachment. Thuộc tính background attachment thì cụ thể thì nó sẽ như sau. Thì ở đây thì tôi sẽ set lại cái height này một chút nhé. Cái height của HTML này tôi để là 2000 pixel đi. Thuộc tính height lát nữa tôi mới học, tôi mới hướng dẫn. Tuy nhiên là cái này thì tôi sẽ nói trước ở đây để mình demo mình làm. Ok, cái này tôi phải để là 2000. Đó, thì các bạn sẽ thấy là nó có thanh cuộn ở đây rồi. Bởi vì như tôi đã nói rồi, đó là cái thuộc tính background attachment thì chúng ta dùng để set chế độ hình nền khi cuộn tra. Chúng ta phải có thanh cuộn đã thì chúng ta mới làm được, thì chúng ta mới test được cái thuộc tính này. Ok, thì đến đây thì tôi sẽ viết này, background attachment, đúng không? Rồi, trong này thì sẽ có mấy giá trị như sau. Giá trị mặc định là scroll nhé. Cái giá trị scroll này mọi người hiểu đơn giản nhất đó là khi mà cuộn cuộn tra thì cái hình nền thì nó cũng cuộn. Đó. Đây là giá trị mặc định. Rồi, hoặc là tiếp theo sẽ có giá trị là fix. Giá trị fix thì có nghĩa là khi mà các bạn cuộn thì là hình nền sẽ được giữ lại. Đó, như giống như ở chúng ta sẽ thấy là có một cái hình nó ở phía dưới và nó cứ cố định như vậy và chữ cứ thế là cứ chạy thôi. Tôi sẽ lấy một cái ví dụ khác để mọi người dễ hiểu hơn nhé. Đây, ví dụ như tôi sẽ cứ nhân bản cái này. Đó, giả sử như này. Đó, thì các bạn sẽ thấy là chữ chữ thì nó cứ chạy chạy ở trên hình nền. Đấy là thuộc tính background attachment. Cái này thì tôi giới thiệu tôi chỉ giới thiệu hai cái thôi, một là scroll mặc định, hai là fixed. Thế còn những cái giá trị khác thì theo tôi là nó tương tự, cho nên là chúng ta không không nhất thiết phải đi quá chi tiết. Ok, thì ở đây thì tôi sẽ bỏ cái này đi nhá. Tôi bỏ HTML đi. Tạm thời tôi sẽ comment fix lại để chúng ta test một số trường hợp khác. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi đến tiếp theo là background position. Nào, background position thì ở đây thì sẽ có hai, mọi người hiểu đơn đơn giản background position là chúng ta xét ra cái vị trí. Tuy nhiên là cái này thì thường là sẽ kết hợp với no repeat. Ví dụ nhá, tôi cái hình này bây giờ nó đang ở bên trái đúng không? Và nó ở trên cùng đúng không? Bây giờ tôi muốn là nó sang bên phải đi, thì tôi sẽ là right bottom đi, đúng không? Tôi cho nó xuống dưới. Đây thì sang bên này thì nó đang ở right rồi đúng không? Nhưng tại sao nó vẫn chưa nó vẫn chưa xuống bottom? Ok, bây giờ tôi sẽ kiểm tra lại một một chút, bởi bởi vì cái phần body này thì chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ cho cái này nó nhỏ lại một chút nhá, 300 pixel này. Đây, nhận giả sử như này. Đó. Thì các bạn đó thấy là nó cụ thể thì nó sẽ như sau nhá. Bây giờ tôi sẽ bỏ một số đoạn HTML cho nó dễ này. Bây giờ tôi inspect. Rồi. Tôi sẽ đưa bút tầm vào. Đó, các bạn sẽ thấy nó xuống dưới bởi vì là cái chiều cao của trang web hiện tại là nó sẽ theo chỉ theo nội dung thôi. Các bạn chọn HTML nhé. Đó, các bạn sẽ thấy là nó chỉ đây, mình sẽ cho sang bên này cho nó dễ này. Đấy, các bạn sẽ thấy là nó chỉ đến 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 đây thôi, cho nên là chúng ta sẽ không không thể đưa đưa xuống dưới được nữa. Rồi. Đấy, tức là cái cú pháp của nó sẽ như sau nhé. Background này. Tham số đầu tiên là theo chủ x, đúng không? Tham số thứ hai là theo chủ y. Rồi. Bây giờ tờ giả sử tôi để là center. Center như này. Đó đây các bạn sẽ thấy là nó nằm ở giữa đúng không? Tức là kẻ kẻ chụp x cũng ở giữa và cả chủ y cũng ở giữa. Ví dụ tôi để cái này là tốt đi.
đó thì nó sẽ lên lên trên đầu. Thì cụ thể các cái giá trị của nó sẽ như sau nhé. Đây, tôi sẽ comment đây. X này, left đúng không? Center, right. Và ngoài ra thì có thể sẽ nhận ra một cái giá trị cụ thể, một cái giá trị độ dài cụ thể gắn liền với một đơn vị. Đúng không? Tiếp theo, Y này. Top, center, bottom và left. Đó. Bây giờ tôi sẽ lấy một cái ví dụ nữa là liên quan đến một cái len cụ thể nhé. Ví dụ tôi để là 100 pixel này, 200 pixel này, nó kiểu kiểu như này. Đó đây các bạn sẽ thấy là nó cách bên trái là 100 và nó cách trên là 200. Thế bây giờ tôi giả sử tôi đưa một giá trị âm thì sao nhé. Đó. Ví dụ tôi đưa một giá trị âm thì nó sẽ lùi lại. Đó. Ngoài ra chúng ta có thể đưa vào các cái giá trị phần trăm, ví dụ như là 10%, 20%, kiểu như vậy. Đó, thế là phần trăm so với toàn bộ cái chiều rộng và chiều cao của trình duyệt. Đó thì chúng ta dựa vào thuộc tính position mà chấp nhận cả số âm này để chúng ta áp dụng mà chúng ta làm một cái kỹ thuật như sau. Ví dụ nhá, sau này chúng ta sẽ có những cái icon, ví dụ như là mạng xã hội Facebook, Twitter, YouTube này. Đó, bây giờ mình bình thường làm ấy là chúng ta sẽ phải xét, chúng ta sẽ phải cắt từng icon nhỏ ra. Tuy nhiên là ở đây thì chúng ta sẽ chỉ có một cái hình lớn thôi và chúng ta sẽ dùng position để chúng ta cắt vào cái vị trí chúng ta mong muốn. Giả sử tôi có cái hình này, sau khi tôi đao về thì tôi sẽ đưa vào cái thư mục image như này. Thì sau đó thì tôi sẽ mở mở Photoshop lên. Thì tất nhiên là cái kích thước góc của nó thì nó khá là to, cho nên là tôi sẽ muốn là thu nhỏ nó lại. Thì đơn giản đó là mình chỉnh kích thước nó về, tôi giảm đi 5% đi. Đó. Sau đấy thì tôi sẽ lưu lưu lại. Rồi, thì ở đây thì tôi sẽ tạo ra một cái ULLI nhé. Như đây. UL social đúng không? Đó. Trong này tôi có mấy cái LI thì tôi sẽ thử một một cái nhé. Rồi, ví dụ như là cái này gọi là Facebook đi. Ok, thì bây giờ tôi sẽ code này. Đó, LI.Facebook. À, ở đây thì tôi sẽ phải display block. Thuộc tính display này thì mình sẽ học sau. Rồi, tiếp, bởi vì A là inline mà. Bây giờ tôi sẽ phải set width. Ví dụ như là tôi để là 30 pixel, 35 đi. Chiều cao cũng 35. Nó. Rồi, bây giờ tôi sẽ F5 lại nhá. Rồi, thì bây giờ tôi trỏ vào đây. Đó thì các bạn sẽ thấy nó ra một hình vuông rồi. Rồi, bên tiếp theo này. Đó là mình set background đi. Chúng ta sẽ set đến cái chúng ta sẽ background image nhé, background position đúng không? Trước khi background position thì chúng ta background repeat đi. Rồi, position thì làm sao? Bây giờ chúng ta sẽ đơn giản thôi, chúng ta sẽ mở cái hình thì chúng ta sẽ nhìn nhé. Đây, các bạn sẽ thấy đó là cái Facebook này đúng không? Nó sẽ cách bên trái là khoảng độ bao nhiêu đó. Ví dụ như là 34 đúng không? Rồi, 34 đi. Nhưng mà chúng ta sẽ phải trừ trừ 34. Bởi vì ở phía trước nó còn một icon nữa. Và giả sử mình để là 0 pixel. Đấy, kiểu kiểu như này. Rồi, bây giờ mình thử nhá. Đó thì các bạn sẽ thấy có một cái hình nó kiểu kiểu như này. Thứ nhất là cái hình mà tôi chuẩn bị thì nó không phải là một hình trong suốt. Cho nên là cái nó sẽ bị một cái nền, thì sau này các bạn sẽ phải sử dụng những cái hình trong suốt đấy, kiểu kiểu như này. Thì mình có thể mình xét với các cái vị trí khác, ví dụ nhé, tôi sẽ thêm một cái là Twitter chẳng hạn đúng không?
Đây như này. Rồi thì ở đây tôi sẽ copy thêm một cái dòng xuống dưới nhé. Đấy thì ở đây background vẫn thế thôi, bây giờ mình thay đổi lại position thôi mà. Mình có thể mình để là không đi. Đó. Kiểu kiểu như vậy, có nghĩa là mình có thể mình sử dụng cái cách đó là sử dụng bộ position này. Thế kỹ thuật này thì nó có tên gọi là CDF Sprite. Đó. Bởi vì nếu mà mình dùng cái này thì nó chỉ việc là nó loát một cái link thôi. Một cái link ảnh thôi, tránh việc chúng ta loát nhiều thì dẫn tới là web ta sẽ bị chậm. Rồi. Bây giờ nó còn một cái nữa là cách viết tắt. Viết tắt là như nào? Viết tắt có nghĩa là chúng ta sẽ gộp tất cả các thuộc tính này vào một dòng. Đầu tiên nó là color đúng không? Tiếp theo đó là emit. Sau khi emit đó là chúng ta sẽ đến repeat. Đúng không? Sau khi repeat là chúng ta sẽ có là attachment. Và cuối cùng là chúng ta liên quan đến position. Cách viết tắt này thì sẽ được sử dụng nhiều hơn. Ok, với cách viết tắt này mọi người có thể ở ở trên W3 School thì cũng có nói về cái cách viết tắt. Đó, đấy là cái cách chúng ta sẽ viết tắt. Tôi sẽ lấy một cái ví dụ nhé. Rồi, tôi sẽ lấy luôn ví dụ này đi. Đây, bây giờ tôi sẽ đóng hết cái chỗ này lại. Background nhé. Ban đầu là tôi để màu đen, có nghĩa là nếu mà nó chưa lót được ảnh ấy thì nó sẽ lót màu trước. Lót là URL. Như này đúng không? Rồi. Tiếp theo đó là tôi đến repeat. Đúng không? Sau đó là attachment, giả sử tôi là fix. Đấy, tiếp theo là đến position. Đây, bây giờ tôi giả sử như này nhé. Tôi thêm một cái HTML đây. Đó. Còn background size thì tôi phải viết thành thành một dòng khác thôi. Đó. Đấy là liên quan toàn bộ nội dung liên quan đến thuộc tính background. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài học tiếp theo.